Xin chào mọi người, hôm nay đi giới thiệu mọi người mảnh đất, dẫn ông Anh đi xem miếng đất luôn. Đây là miếng đất này, về ngang là có 12 mét, sâu 60, mặt đường nhựa. Đây, tiếp giáp với lại đường đôi. Đây có căn nhà này, mới dọn đi. Này đi đúng không? Đúng rồi. Chủ nhà vừa dọn đi được hơn tháng. Dài bao nhiêu đi? Chiều dài là chiều sâu vào là 60 đấy. 60 mét. À. Chiều ngang bây giờ hiện tại nó là 12 mét, nhưng mà thực tế là nó có 14 mét, nó có hình hơi tam giác nên là cái 2 mét kia là người ta không tính. À. Ý là sâu tới 60 luôn. Đúng rồi, ngay tới cái đường luôn. Đúng rồi. Gần tới cái bờ đất đằng sau. Nhà đây là người ta vừa chuyển đi hơn tháng ấy. Xem cho thực tế nhà người ta mời gỡ cửa đi thôi, không có ai nhà đây. Ở đây ngay gần đấy mà, đây gần đường nhựa đường đôi đấy. Đây gió hơi to nhỉ, hôm nay trời trở gió lại nên là khó. Đây nhé, ngày xưa nhà là trần gỗ mà. Nhà này là trần gỗ đàng hoàng đấy. Qua là người ta không ở, là mấy cái này nó sập sệ xuống này. Đi vào tham quan nhà, như là chủ nhà ông gửi cái nhà mình chưa vào xem nữa đây. Thông tin đấy. Đúng rồi. Không, nhưng mà nhà này giờ thì tôi sửa lại. Đúng rồi. Đây là hai phòng ngủ rồi. Còn đây có phòng bếp đây này. Vào xem đi. Nhà là bên này là không được ngon này. À, đây là cái trần là không giả gỗ, giả gỗ vẫn còn ngon. Như giả gỗ hay gỗ luôn nhỉ? Gỗ thật đấy. Gỗ sao? Gỗ vậy? Gỗ. Đúng rồi, gỗ. Cái này còn ngon mà. Ừ. Nhà vệ sinh, nhà phòng bếp rộng rãi. Nhà người ta nuôi khỉ rồi ta. Sao mà nó lặn rung hết đây này. Trời ơi. Con này còn nhỏ à. Nhà nuôi khỉ rồi ta. Người ta nuôi người ta để lại à. Thế sao người ta bắt đi ta? Chăm sóc không mang đi à? Sao? Để gọi ông chủ nhà xem sao mà để vứt nó đây thì nó chết sao? Ăn uống. Ê, con này còn bé lắm, con này mới lớn. À. Con này còn bắt nó về. À. Đây này, trời con khỉ. Sao mà cắn được nữa? Trời ơi. Đây con này con thịt con mà. À, để liên hệ chủ nhà gọi xem con. Chết sao? Tí gọi một cái nhà rộng ghê chứ. Đây có nhà vệ sinh nữa nè. Vệ sinh riêng này. Bếp rộng rãi. Sâu không dài mà. Tí gọi xem, nếu mà không nuôi thì mình mang về mình chăm sóc, chứ mà để cái này thì... Không, nhưng mà nó bé chết không, sao? Không biết được con nó nuôi được. Nuôi không biết nó sống không ấy. Ý gọi hỏi đói quá không tay này. Và gọi hỏi ông chủ nhà coi. Rồi. Nên nếu mà người ta không ấy thì mình thả đi, hoặc là mình mang về mình nuôi chứ. Nhưng mà cái này nó bé lắm, giờ thả ra sợ nó không đi được luôn á, nó yếu xìu à. Này mang về đem đi xem
tình hình tôi người ta xem tiêm thuốc cứ gầy nhom này thế rồi cái mặt đây kìa nó lạnh quá rồi nó gầy chút xíu à người còn xương không à. Quá lạnh rồi. Con này nó đói quá nó mút tay. Nhìn nó như con người. À, rồi tình hình đất đây sao? Giá cả giờ là miếng này là người ta đang hiện tại đang kêu là 1 tỷ 1 đấy. 1 tỷ 1 à, cả nhà đều giúp đất biết rồi. Đây người ta để cái nhà này bây giờ kia sơn sửa sơ lại là ở được. 12m x 60. Ngay đường đôi đây. Con này xe nó có chút xíu à. Con này nhỏ quá chắc đang còn ngập tay nên không biết chắc sợ được không. Ở đây không có cửa đây nè, gió nè. Cái con này nó lạnh mà nó phắt cái người vô luôn mà. Bây giờ ăn nuôi cái con này nhá. Cái con to to này nhá. Ok ok. Con nhỏ chắc về cho nó bú sữa. Ý là điện chủ nhà là bên người ta không nuôi nữa đúng không? Gọi người ta không nuôi nữa, người ta cho luôn đấy. Ừ. Nếu người ta nuôi thì mình mang về thôi. Tại vì cái con này bây giờ mình ít ra mình phải nuôi nó lớn lên thì mình mới được. Thì mới thả ra được chứ còn nó còn quá bé đây này. Cái này mở lớn sao đây? Cái chừng nó cắn á, cái chừng nó cắn. Cái này hình như là mở trên này. Cái chừng nó cắn đấy thấy rồi. Cái cắn không? Không, con này nó bé nó yếu lắm rồi. Rồi nằm gục trên tay luôn. Ở trong lòng đấy là lông vẫn còn hơi sạch sạch nè. Còn kia là thô luôn á. Hình như hai loài này khác nhau. Hai con này khác nhau này. Ôi tè tè tè. Rồi, dĩa ra luôn rồi. Bỏ vào chuồng để mang về tắm rồi xong. Lòng này như tắm vậy đó. Được chưa? Mình cho nó nằm đấy rồi mang về thôi. Được chưa? Thì bỏ hay bỏ con này vô đây chung luôn đi. Cột dây nữa này. Rồi á. Ủa sao không bỏ vô lồng mà lại cột cái nó lại ta? Chứ chứ chứ. Nhìn nó chả còn sức sống gì luôn đó trời. Nhìn nó phờ phạc đấy nè. Không còn miếng sức sống nào rồi. Cẩn thận đấy, con này nó hay, con này to hơn đấy. Cần chừng nó cắn đấy. Nhẹ nhẹ răng kìa. Đấy đấy. Bỏ nó vô đi. Vào đây luôn đi. Mang về. Mà cái này là chắc để tôi điện xe đi chứ, điện xe đi, trở về chứ, cái này làm sao mà cầm về được. Đấy đi nhá, để tôi tắt máy thì điện xe đi, để kêu ông anh ông đến ông chở.